một bộ phim xứng đáng có được cái tên những cú ngã cực kỳ khoa học và màn chạm môi chuẩn nguyên lý trọng lực trái đất nhất, ngã lần nào dập mỏ lần đấy thì sẽ như thế nào? Thế thì lại phải ngồi xuống đây, khúc này cần tịnh tâm, bỏ hết chuyện trai gái ra khỏi đầu, tập trung chuyên môn theo dõi sát nút. Một bộ phim kể về chuyện tình bọ xít giữa hai anh chàng, một người là Nagui, đẹp dai cứ phải ngang ngửa thông sói ca, nhưng lại mắc chứng rối loạn xã hội vô cùng nghiêm trọng do chấn thương, không muốn gặp người lạ y hệt như AD cũng mắc bệnh tinh thần chỉ muốn gặp giai đẹp. Năm cậu còn nhỏ, vì bị đám bạn trêu là con vợ nhỏ khiến Nagui lên cơn co giật chảy máu cam dãy đành đạch, từ đó cậu bị tự kỷ giai đoạn đầu, mắc phải hội chứng rối loạn. Còn người kia là Aun, cậu ba Sài Gòn phiên bản Thái Lèn, tên gọi lắc sơ gì là nhà thiết kế. Hai người đâm sầm vào nhau giữa 69 triệu người, trên đất Thái tạo nên một drama lâm ly bi đát. Bi đát như thế nào thì hãy cùng theo dõi ngay nhé. Mới vào đầu tập phim, cậu ba Sài Gòn nhà ta đã thể hiện sở kiêu siêu tỉnh. Trong làng may mặc, chỉ nhìn qua một cái cũng biết chất vải là hàng pha trộn, lập tức hủy đơn với bên gửi. Lúc giúp khách thử đồ, thoạt nhìn là biết được chỗ nào bị chật, chỗ nào bị bó. Tay nghề đỉnh là thế nhưng không phải ai Aun cũng nhận đơn mà anh hơi bị kén khách hàng. Hôm đó, cậu em trai ốc của anh bị đám hổ báo trường mẫu giáo hành nghề không làm, mà đòi có ăn tác động vật lý, may mà có cậu trai áo đen Sicho, nhào tới mới giúp được thanh niên không phải vào khoa chấn thương chỉnh hình. Cánh tay áo của anh bị rách toạc một đường rõ to nên ốc đưa anh về. 1 phút 30 giây sau chiếc áo đã được Aun sửa lại như mới. Nghe Sicho nói mai mình có buổi phỏng vấn cho một công ty xuất khẩu quần áo, xin làm trợ lý cho cậu chủ Nagui, Aun nghe xong mà nghĩ bụng kiểu gì đây cũng là bộ vest cuối cùng mà cậu ta được mặc. Còn lý do tại sao lại như thế thì cứ phải ngồi xem tiếp. Lúc này Nagui đang pha một hợp chất lỏng có công thức hóa học HO2 với một loại cây thân theo thuộc chi dâu sở họ dâu Sasi, với hơn 100 loài đa dạng nổi tiếng vì hoa đẹp thường được gọi là hoa hồng. Làm sạch cơ thể xong rồi ra lựa đồ mặc, bộ đầu tiên thì chê đường cắt xấu, bộ thì không ưng mắt, cả hai xào dài thòng lòng không chốt cái nào. Hai thanh niên phía sau khóc thét vì độ hống hách của cậu chủ, những người đến phỏng vấn làm trợ lý đều bị đuổi về sạch chỉ còn mỗi Sicho. Thanh niên ngồi chờ hết sử thanh xuân ngủ được mấy đời rồi Nagui mới đi xuống, Sicho vội vàng mặc lại đồ định đổ một tràng về mình, mà Nagui lại yêu cầu cậu hát một bài. Hết ca múa nhạc rồi thì tới đá bóng rồi, thì toàn ba cái thứ tào lao lộn nhào các kiểu con đà điểu. Tất cả cậu đều không làm được, Sicho rất tốt nhưng Nagui rất tiếc vì phải say goodbye. Lúc cậu định đi về, sự chú ý của Nagui va phải bộ vest nên gọi cậu lại nghiên cứu rồi chốt câu xanh dờn. Muốn làm trợ lý của anh thì thuê người đã may bộ vest này, đến làm cho anh một bộ, được thì mai tới làm luôn. Sicho hí hửng mà không biết rằng khó khăn của mình sắp tới. Sicho mang một niềm tin mãnh liệt qua tìm Aun, vì có trả giá như nào cậu chủ anh cũng bao được tất. Aun vẫn quan điểm cũ không hợp chắc chắn sẽ không may rồi từ chối rời đi. Ốc ngồi bên cười trừ một cái rồi mới giải đáp thắc mắc, cái vấn đề ở đây không phải là tiền mà ông anh trai của cậu không dễ nhận đơn, anh ấy chỉ nhận may đồ cho người hợp mệnh, quan trọng là không có tai tiếng. Sicho bất lực toàn tập đánh liều tìm một thợ may khác về cho anh chủ khó tính. Nagui không nghi ngờ gì hợp tác lấy số đỏ, mặt căng đét không vui cho lắm, anh biết thừa ông chú này không phải người mình cần tìm. Ai dè còn chưa kịp làm gì ông chú đã tự khai toẹt ra chân tướng, chạy đâu cho khỏi nắng, Sicho hốt hoảng kể lể, mặc kệ lý do là gì, Nagui thét đúng một câu bắt Aun, tới may cho bằng được bộ vest để mặc hôm sinh nhật anh bố. Sicho lại muối mặt về chỗ tiệm may xuống gối chắp tay dùng mỹ nam kế, thấy không ăn thua, cậu chuyển sang khổ nhục kế cũng không si nhê gì. Ốc tò mò vì sao ông anh mình lại không nhận đơn của Nagui, nên lần la đến hỏi, Aun mới kể lại lý do là nằm ở bố Nagui, là khách hàng cũ của bố anh, ông ta đã copy bộ đồ best seller của tiệm và tạo thành một thương hiệu riêng của mình trong lúc bố anh bị ốm. Aun vô tình biết được chuyện này, từ đó phương châm làm việc của anh mới có điều đặc biệt như thế, nhưng khi nghĩ lại thấy mặt Sicho cũng tội nên anh phá lệ một lần. Hôm sau, Aun tới biệt thự lấy số đo, người ta đến làm việc nghiêm túc mà Nagui lại tưởng anh là thợ massage xoa bóp, Aun không cắt lời để giải thích được phát nào. Nói nhiều mất giá trị, Aun quay người định rời đi, thì bị kéo lại rồi cả hai rơi thỏm xuống bồn tắm, môi chạm môi, tới khi Sicho chạy vào Nagui mới nhận ra mình nhầm. Aun ngồi chờ Nagui thay đồ hết cả ngày trời, khuya lắc lơ mới thấy cậu ta lê thê tấm thân đi xuống. Vì mắc chứng ngại giao tiếp và tự kỷ giai đoạn đầu nên cậu ấm nhà ta hơi nhát khi đứng trước người lạ. Mới phút trước ngoan, như cuốn thế mà khúc lựa vải mặt đã lại quạo ngang ném sấp vải đi muốn Aun phải may cho mình bộ cánh ngầu lòi và đẹp nhất. Nagui lại dở thói coi thường người khác đem lời hay ý đẹp ra khịa tiệm may nhà Aun, nói câu nào là Aun chỉ muốn táng cho câu đấy. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu, Aun dọn đồ đi về, chờ đến kiếp sau may ra mới đổi ý may đồ cho Nagui. Sicho chán đời khuyên thằng chủ nên đi xin lỗi Aun, nếu không làm, thế thì chả có cửa đâu mà được may ở tiệm này rồi lại phải tìm tiệm mới. Nagui bày cho thanh niên một cách, lấy số đo của mình tới tiệm may đặt đồ, nếu Aun có hỏi người, thì đưa đại tấm ảnh mà anh chuẩn bị sẵn ra cho xem là được. Đương nhiên nhiệm vụ đi xin lỗi lại may mắn rơi vào tay Sicho,
không phải vì số nợ dành cả tuổi trẻ gây dựng nên, thì Si Cho đã xin nghỉ từ hôm qua. Trước khi đi vào, Si Cho cầu trời khấn Phật niệm thần chú mong tổ nghề độ cậu cho xong kèo này. Đi vào chẳng thấy người trong tiệm đâu, có mỗi cậu nhóc đứng ngoài. Cứ nghĩ là trộm nên Si Cho túm thằng nhỏ lôi đi không thương tiếc, lục hết đồ trong ba lô ra ngay giữa sân. Vừa hay A-un về tới giải vây, té ra thằng nhóc là cậu út nhà A-un, rồi su luôn. Si Cho nhớ tới bài tủ những lúc như thế này, chỉ cần một nụ cười luôn hé đỡ cậu út lên. Theo kế hoạch, Si Cho đưa số đo cho A-un, nhưng anh vẫn cần người thật việc thật vì lắm chỗ không thể tưởng tượng là nó ra. Não Si Cho nảy số diễn bài nước mắt cá sấu, bốc phét bạn mình bị hậu Covid nằm liệt giường sắp hẻo đến nơi, khóc lóc sướt mướt cho tăng độ tin cậy, một điểm chất lượng nhưng miễn cương cho 10 điểm diễn xuất. Ốc ngồi bên cạnh xem chỉ muốn nói nó diễn lố thật sự thế mà A-un lại đồng ý mới hay. Anh đưa cho Si Cho cái hộp nhờ cậu đem về cho anh bạn liệt giường cố gắng ngồi dậy chọn vải, kiểu cổ áo rồi thì nút áo mà cậu ấy muốn. Si Cho hí hửng đem chiếc hộp đi về giao tận tay Nagui. Bên trong hộp rỗng tuếch, nắp hộp thì có tờ giấy ghi chữ rõ to: nếu muốn may đồ vui lòng đi tiệm khác. Nagui cay cú túm cái cúp dứt khoát, không một động tác thừa phăng anh say sẩm mặt mày. Si Cho vác đôi mắt gấu chúng quay về tiệm may. Thật ra thì đêm qua chỉ bị bầm một chút thôi, với lại anh cũng may được đuổi việc, chỉ là khi quay về bị các chú giang hồ nổi tiếng với cái tên chủ nợ tặng thêm vài đường quyền cơ bản. A-un ngỏ ý mời Si Cho về làm việc cho mình, tuy lương không bằng bên kia chủ yếu là méo mó có hơn không, nhưng ngặt ở chỗ vấn đề không đơn giản như thế. Si Cho làm cho Nagui cũng được một thời gian, lương cũng tạm tạm, chỉ là Nagui sẽ trả với điều kiện A-un đến may đồ cho anh ta. Tuy là không ưa gì tên cậu ấm đó, nhưng vì Si Cho, A-un đồng ý đặt lịch hẹn cho cậu ấm tới tiệm. Xong bên này, Si Cho quay về biệt thự, nghe bác sĩ nói mới biết, trước giờ Nagui không chịu ra khỏi nhà vì căn bệnh sợ đám đông, có bố mẹ đi cùng còn hay ra ngoài, từ khi mẹ mất, Nagui không đi đâu nữa. Thế là Si Cho lại có thêm nhiệm vụ mới, làm thế nào để có thể lôi cậu ấm tới tiệm may. Kế đầu tiên bỏ thuốc mê nhưng thất bại toàn tập. Bí quá làm liều, Si Cho cầm cái cúp tưng Nagui bất tỉnh nhân sự, một phần vì trả thù, một phần vì kế hoạch. Người đã được mang đến tiệm may nguyên vẹn không thiếu miếng thịt nào. Mọi người định đỡ Nagui ngồi dậy thì cậu ta tỉnh lại, chân tay vừa hoạt động được đã thượng cẳng chân làm cả đám ngã lăn. Vì sợ gặp người lạ nên Nagui bị hoảng loạn đẩy A-un. Một lần nữa hai anh lại làm ra cú ngã cực kỳ khoa học, người ngã là mỏ cứ va vào nhau. Một lát sau Nagui giật đùng đùng ngất lịm đi, 2 phút sau lại đứng bật dậy, máu mũi chảy tràn lan rồi lại gục tiếp. Nagui được đưa lên phòng, cú sốc đầu đời liên tục hiện về, cậu choàng dậy ôm lấy A-un. Lúc bình tĩnh lại, A-un xin lỗi cậu vì không biết bệnh lại nặng như thế. Nhìn thấy nút áo của Nagui bị rơi, A-un tốt bụng sửa lại nó. Cậu ấm ngồi tâm sự cứ mỗi lần gặp người lạ bệnh cũ sẽ tái phát, có cảm giác không thở được. Nagui đi hết tất cả các khoa trong viện mà chẳng hề khỏi, mải hóng hớt chuyện nhà người ta. A-un bị kim đâm trúng tay, Nagui liền dùng đôi môi tuổi 20 sơ cứu khẩn cấp. Làm xong rồi cả hai mới bày đặt thấy ngại rút tay lại. A-un lấy cớ đi ra ngoài, ta nói quả tinh y như đang quẩy Vinahow trong lồng ngực. Sáng hôm sau, Un và Ốp có việc ra ngoài, mỗi mình cậu út át ở nhà. Thanh niên còn giận lần trước bị Ốp giấu rùa, nên cầm cuốn sổ tay ghi số đo của khách giấu vào trong sấp vải dưới đất. Lúc nhớ ra thì chị nhân viên đã mang nó vứt đi mất tiêu. Ốp cùng A-un quay về tìm cuốn sổ khắp nơi nhưng không thấy. Bị hỏi tới, át ấp úng nói ra sự thật, mất số đo. A-un gọi lại cho Si Cho xếp giúp mình lịch hẹn với Nagui. Hai anh em đấu võ mồm gay gắt, A-un khuyên hai thằng nhỏ chuyện cũ nên bỏ qua. Ốp cũng thấy mình sai nên xin lỗi một cách chân thành. Át cũng xin lỗi chuyện cuốn sổ, giận thì giận mà thương thì vẫn thương. A-un tới biệt thự lấy lại số đo, vô tình gặp bố Nagui đi ra, bao lâu không gặp chồng vẫn ghét như xưa. Thấy Nagui ngồi dạp xuống đất tưởng lại có biến, té ra là vui quá. Cậu ta kể rằng hôm nay là lần đầu tiên hai bố con nói chuyện mà không liên quan tới công việc từ sau khi mẹ mất nên hơi kích động. Hai anh trai vào việc chính lấy số đo, vừa lấy vừa tám chuyện về cuộc đời, càng nói lại càng hợp cả. A-un gợi ý nếu Nagui muốn ra ngoài chơi thì cứ alo, anh luôn sẵn lòng. Người này đẩy thì người kia lại kéo, giết rồi không biết đang đo hay là đang tán tỉnh nhau. A-un cúi người đo cặp giò làm não Nagui xuất hiện ý đồ đen tối, thế mà người ta cứ bị tưởng bở, xong việc nhà ai nấy về. A-un bắt đầu vào việc thiết kế biến tấu thỏa sức sáng tạo bung tỏa đam mê, nháy cái bộ cánh đã được hoàn thành. Ốp thấy ông anh vừa làm vừa cười như con dở, cậu đem tin hot hòn hoặc qua cho anh giai cùng hóng, con trai công khai của gia đình nhà Nagui lại không phải Nagui, mà là con của vợ cả. Tự dưng đọc được tin này mà A-un vui ngang mà chả hiểu kiểu gì. Anh đem con hàng qua cho cậu ấm, người đẹp sẵn nên lên đồ cái trông ngon hẳn ra. Hai người bốn mắt chọt nhau đang khúc gay cấn thì Si Cho chạy vào phá hỏng hết bầu không khí, báo hại Nagui bị đẩy một cái dập hết cả quả đào tiên. Si Cho xin nghỉ một hôm nên Nagui năn nỉ, ôi A-un, qua nhà giúp mình làm trợ lý part time cùng cậu dự tiệc sinh nhật của bố. Dặn lòng cố tỏ ra mình ổn trước bố Nagui nhưng vẫn không hết ghét. Hôm nay A-un còn cố tình cài chiếc châm áo hình logo của tiệm, nhìn thấy nó ông bố Nagui mặt hơi biến sắc. Cả nhà ngồi vào mâm,
Chị vợ cả với cậu con trai tên Thawin không ưa gì Nawi. Anh gọi món chính lên thì cả ba người họ kêu no, tới khúc gọi bánh kem thì lại sồn sồn không cho bố ăn vì nó ngọt. Đến ông bố cũng không thèm động đũa. Nawi còn chưa kịp làm gì thì Thawin lại đòi về. Nói chung là buổi nói chuyện giữa Nawi và bố chỉ quanh quẩn là công việc. Ông bố chịu đến nhà Nawi tổ chức sinh nhật là để nói với anh, từ nay ông sẽ chuyển vị trí giám đốc sản xuất của anh cho cậu em Thawin, vì cậu ta là đứa con duy nhất theo đúng pháp luật của ông. Đổi lại, ông ta sẽ cho Nawi ngôi nhà này và sương sương 50 triệu bạt, như là lời cảm ơn đã chăm sóc công ty suốt thời gian qua. Câu cuối cùng ông bố chốt xanh dờn từ này hết liên quan gì đến nhau, Aun ngồi bên cạnh nghe mà tức hộ. Tinh thần của Nawi lại bất ổn, máu mũi chạy ra, anh đứng phắt dậy rồi gục xuống, ấy thế mà gia đình ba người nào đó lại lạnh lùng bỏ đi. Cái gì cũng ba vừa bốn phải, Aun đi theo gọi ông bố lại, anh đưa chiếc cài áo của bố mình cho ông ta, rồi nhắc nhẹ luật hoa quả không chừa một ai. Nawi lúc này nằm trên phòng, Aun quay lại đánh liều nằm bên cạnh an ủi cậu, một lát sau hai người ra ngoài hít thở không khí, tâm trạng của Nawi đã ổn định hơn nhưng mặt vẫn xanh như tàu lá chuối. Sắp tới là sinh nhật Aun, anh có mời Nawi tới nhưng cậu cũng không chắc là có đến được hay không. Aun về rồi, Nawi mới hì hục chuẩn bị một số thứ bất ngờ, thanh niên tự tay làm một cái cắm kim hình chú chim bé nhỏ. Nawi nhờ Shicho đi tặng thay mình, nhưng nghĩ lại anh cũng muốn đi. Cái kết là tiệc sinh nhật biến thành tiệc cấp cứu trợ thở cho Nawi, chỗ người ta đang cần oxy gần chết thì Aun cùng cô bạn thân cùng giường Chan Giao đi tới. Lúc ngồi xuống bàn ăn, nghe mọi người nói cô nàng là người yêu của Aun, thấy bác Lách đem ra đĩa thịt treo gác bếp xào tỏi Chan Giao đã nhờ bác đổi món, vì Aun không thích tỏi. Nawi ngồi bên suối anh nên thử vì ngoài khắm ra tỏi còn rất thối mõm, nên thử để tìm cảm giác mới. Aun ngồi giữa thấy hai người hơi căng nên cũng ăn thử một miếng, u là trời thịt xào tỏi có vị của tỏi và thịt. Tới phần ăn tráng miệng, cả Nawi và Chan Giao đều nhường phần của mình cho Aun. Mọi người thấy thế vội đổi chủ đề sang chuyện khác hỏi Chan Giao bao giờ cưới. Mặt Nawi có chút hụt hẫng, cậu xin phép đi về thì Aun kéo cậu lên trên lầu nói là cần đo lại sai đồ, còn đo thật hay không phải chờ xem mới biết. Aun giải thích không phải mình cố ý giấu, mà là gần đây cậu và Chan Giao đang dần xa cách. Aun biết Nawi có gì với mình hay không nhưng cậu lỡ có tình cảm với cậu mất rồi. Khúc gay cấn lại tới, lần này không phải ngã mà là hai anh trai tình nguyện vồ vập môi nhau, ai rồi cũng bị bẻ cong thôi. Nawi không muốn vì mình mà làm tình cảm giữa Aun và Chan Giao thêm rạn nứt nên thu người lại, nhìn thấy món quà của Nawi, Aun thích lắm vì nó có ý nghĩa nhờ có Aun, Nawi mới dám ra khỏi nhà thêm lần nữa nhưng bây giờ thì đã hết quan trọng, nói rồi Nawi quay người rời đi. Chờ mãi không thấy Aun xuống dưới nên Chan Giao lên tìm, cô gợi ý vụ đi xem nhẫn đính hôn, bố cô đã đặt lịch hẹn rồi. Aun đang rối như bát mì hảo hảo, không muốn nói gì cả nên đuổi khéo Chan Giao về trước. Sáng hôm sau, anh nhắn tin cho Nawi mà chả thấy trả lời gì. Chan Giao hẹn anh ra ngoài lấy cớ bàn chuyện mở rộng tiệm may, nhưng định kéo anh đi xem nhẫn mới là chuyện chính. Aun từ chối thẳng thừng rồi đi phát ra ngoài nghe điện thoại, tôi chỉ muốn nói tuy anh là nam chính, nhưng mà bỏ nữ phụ vì trai thế này thì tội cô ấy lắm nha ông già. Shicho SOS gọi tới, cậu chủ nhà anh không chịu ra khỏi phòng, anh không biết phải làm sao nên mới gọi cho Aun. Nghe thế, Aun vội chạy tới biệt thự xem thử, mới đầu Nawi hét thẳng vào mặt anh sao lại tới giờ này, nhưng lúc được khóa mỏ thì ngoan ngoãn enjoy cái moment. Chuyện sau đấy hai anh làm gì thì tôi không nói, hãy dùng trí tưởng tượng phong phú của các bạn đi nhé. Làm xong chuyện lớn, Aun rủ Nawi ra ngoài chơi, lúc ngồi chờ Aun đi gọi đồ, đầu Nawi đau như búa bổ bất giác đi ra ngoài. Người đẹp trai nên được các em gái bu lại xin in tư, anh rối quá ngã lọt thỏm xuống hồ bơi, Aun vội nhào tới vớt anh lên, hô hấp nhân tạo các thứ, hú hồ con chim én được các cụ độ nên không sao. Nawi nghĩ tới nữ phụ nên từ chối sự quan tâm của Aun, anh dở giọng coi thường người khác của mình ra nói với Aun, vài câu đau tận háng rồi nhà ai nấy về. Làm thế hơi ác nhưng như thế Aun mới quay về bên Chan Giao. Một ngày nữa lại tới bên đời, đám em trai nhèo nhóc hóng hớt chuyện ông anh trai đi mua nhẫn đính hôn ai rẻ Aun, thông báo tin động trời mình đã chia tay với Chan Giao. Tuy là đã thành người yêu cũ nhưng Chan Giao vẫn giúp anh liên lạc với chủ tiệm vest ở anh có hứng thú với đồ bên tiệm Aun. Tự dưng hôm nay Shicho lại tới chơi, từ lúc gặp Aun quay về, Nawi thất thường hơn, thế là mọi người làm ở đó đều xin nghỉ hết, Shicho cũng vậy. Aun cũng bất lực không biết giúp kiểu gì, với lại anh cũng chuẩn bị ra nước ngoài phát triển tiệm may. Shicho nghe xong sốc ngang vội quay về báo cho Nawi, đã bận thì chớ, tên cậu em trai lại tới nhà lấy đồ, còn sách mõm khi anh, chứ còn nể nó là em trai nên Nawi nhịn, còn bây giờ thì éo nhé anh bạn trẻ. Nawi túm cổ thanh niên, cảnh cáo nhẹ rồi đi tìm Aun. Nawi không còn là Nawi của ngày xưa, anh đã có thể cắt đứt tình cảm với gia đình. Đầu óc hơi quay cuồng nhưng Nawi vẫn cố gắng lê lết tấm thân đến tìm Aun, giữ cậu ở lại bên mình, phải đấu tranh tư tưởng mãi anh mới ra ngoài được. Túm cái nữa lại là cứ phải yêu thôi, sơ hở một tí là hai anh lại buộc mỏ vào nhau giữa khung cảnh nên thơ hữu tình.
bộ phim cũng hết mất tiêu. Còn bây giờ thì đừng quên tặng mình một like, đăng ký kênh nếu như đây là lần đầu tiên chúng ta va phải nhau trên YouTube nha. Hẹn gặp lại và bye bye.